lời Chúa. Thứ tư sau Chúa Nhật thứ 18 thường niên, ngày 9 tháng 8, 2023. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ tư. Mỗi thứ tư chúng ta được mời gọi nhìn vào gia đình của Thánh Gia. Có Thánh Giuse, Đức Mẹ, Chúa Giêsu. Gia đình Thánh là gia đình có Chúa Giêsu. Xin cho mỗi gia đình trở thành những Thánh Gia. Có Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng, nhiều lòng thương xót, ngự trị trong gia đình mình, ngự trị trong người cha, người chồng, người vợ, người mẹ và trên con cái. Có chung một tấm lòng, lòng thương xót. Lúc đó mới cùng nhau vượt qua được những khó khăn, những thử thách. Không phải chỉ cha mẹ, vợ chồng, con cái, nhưng mà có Chúa Giêsu cùng vượt qua với chúng ta, như Thánh Giuse đã có Chúa Giêsu trong gia đình của mình. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ tư sau Chúa Nhật thứ 18 thường niên, bài đọc 150 trong sách Dân số chương 13, câu 1 đến câu 2, câu 25, chương 14, câu 1, câu 26 đến câu 29 và câu 34 đến câu 35. Bài đọc 150, bài trích sách Dân số. Hồi đó, Đức Chúa phán với ông Môi-se tại sa mạc Paran rằng: Người hãy sai người đi dò thám đất Canaan, đất mà ta sẽ ban cho con cái Israel. Các ngươi sẽ sai đi mỗi chi tộc một người và tất cả phải là kỳ mục trong dân. Sau 40 ngày đi dò thám đất, họ trở về. Họ đến gặp ông Môi-se, ông Aharon và toàn thể cộng đồng con cái Israel tại Ca-đê trong sa mạc Paran. Họ báo cáo với hai ông và toàn thể cộng đồng con cái Israel và cho những người đó xem hoa trái miền ấy. Họ thuật lại với ông Môi-se rằng: Chúng tôi đã vào miền đất ông sai chúng tôi đến. Đúng là miền đất tràn trề sữa và mật, và đây là hoa trái miền ấy. Thế nhưng dân cư miền ấy thì mạnh, thành thị lại kiên cố và rộng lớn lắm. Ở đó chúng tôi còn thấy cả con cháu Anak. Có người Amalek ở miền Negev, người Khết, người Jevut và người Emori ở miền núi. Còn người Canaan thì ở bờ biển và dọc sông Jordan. Bây giờ, ông Caleb truyền cho dân đang phản đối ông Môi-se phải im lặng. Ông nói: Ta cứ lên chiếm miền ấy vì chắc chắn ta có thể thắng được. Những người đã cùng lên với ông đáp lại: Ta không thể lên đánh dân ấy vì họ mạnh hơn ta. Trước mặt con cái Israel, họ bắt đầu chê bai miền đất họ đã dò thám. Họ nói: Miền đất chúng ta đã đi qua để dò thám là đất nuốt những người ở đó, và tất cả những người chúng tôi thấy ở đó đều là những người cao lớn. Ở đó chúng tôi trông thấy những người khổng lồ, con cháu của Anak thuộc giống người khổng lồ. Chúng tôi thấy mình chỉ như châu chấu, và họ cũng coi chúng tôi như vậy. Toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la, dân chúng khóc lóc cả đêm ngày. Đức Chúa lại phán với ông Môi-se và ông Aaron: Cho tới bao giờ cái cộng đồng hư đốn này cứ tiếp tục lẩm bẩm kêu trách ta mãi? Ta đã nghe thấy toàn những lời cằn nhằn. Đám con cái Israel này cứ lẩm bẩm chống ta. Ngươi hãy nói với chúng: Ta thề sống của Đức Chúa, ta sẽ xử với các ngươi như lời các ngươi kêu thấu tai ta. Trong các ngươi, tất cả những người đã được kiểm tra đăng ký từ 20 tuổi trở lên mà đã cằn nhằn chống ta, tất cả sẽ bỏ xác trong sa mạc này. Theo số ngày các ngươi đã đi dò thám đất, 40 ngày. Mỗi ngày tính là một năm, các ngươi sẽ phải gánh chịu tội ác của các ngươi 40 năm. Và các ngươi sẽ biết ta trừng phạt những kẻ bất tuân như thế nào. Ta, Đức Chúa, ta đã phán, ta quyết sẽ thi hành như thế cho toàn thể cộng đồng hư đốn này đã cấu kết với nhau chống lại ta. Trong sa mạc này, chúng sẽ bị tiêu diệt và sẽ chết hết. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa, xin nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài.
Cùng các bậc tổ tiên, chúng con đã phạm tội, đã ở bất công, làm điều gian ác. Xưa bên Ai Cập, tổ tiên chúng con đã không hiểu những kỳ công của Chúa, đã chẳng nhớ ân huệ vô vàn và phán loạn ở nơi biên đó. Nhưng rồi họ trong quên công việc của Chúa, chẳng đợi lệnh người ban. Trong sa mạc, lòng buông theo dục vọng, chốn hoang vu họ thách thức Chúa Trời. Họ quên Thiên Chúa là vị cứu tinh, từng làm việc lớn lao bên miền Ai Cập, việc diệu kỳ trong cõi đất Kham, việc khiếp kinh giữa lòng biên đó. Chúa tinh chuyện sẽ tiêu diệt họ, nếu người Chúa chọn là Môi-se, chẳng đem thân càn lôi ở ngay trước mặt người, hầu ngăn cơn thịnh nộ, kêu Chúa tiêu trừ dân. Hallelujah, hallelujah. Vị ngôn sư vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 15 câu 21 đến câu 28. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu lui về miền Tyre và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lại mà thưa người rằng: Lạy Thầy, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Các bạn hay gặp những người lúc nào cũng lẩm bẩm, lúc nào cũng cằn nhằn, lúc nào cũng kêu ca, lúc nào cũng than thở, than thân, than trách, than vãn, than la. Còn than gì nữa không? Hết than chưa? Còn than gì nữa? Than thở, than la, than van, than trách, than khóc. À, còn than khóc. Than ôi nữa. chúng ta nghe trong bài đọc 1, Đức Chúa phán với Môi-se: Cho tới bao giờ cái cộng đồng hư đốn này cứ tiếp tục lẩm bẩm kêu trách ta? Ta nghe thấy toàn những lời cằn nhằn, đám con cái Israel này lẩm bẩm chúng ta. Ngươi hãy nói với chúng, xử với chúng như lời các ngươi kêu thấu tai ta. Trong bài Tin Mừng, Chúa có nói trong một đoạn: Ta sẽ xử với các ngươi y như những gì mà nó nói về ta. Tại vì ngươi bảo rằng ta thế này, thế nọ, thế kia, thì ta xử với các ngươi như các ngươi nói về ta. Các ngươi nói thế nào thì các ngươi phải gánh chuyện đó. Lúc nào cũng lẩm bẩm, lúc nào cũng than van, than trách Chúa. Rồi rồi thì được rồi, cứ than, cứ trách đi. Vì ngươi không tin thác vào ta, cứ không tin rằng ta là đấng nhiều lòng thương xót, và cũng chẳng ngươi tin rằng ta là đấng quyền năng, cho nên ngươi kêu cái nào, như thế nào thì ta xử y như thế đó. Ngươi bảo ta bất công ư, ngươi bảo ta tàn ác ư, ngươi bảo ta thế này thế ư, kia ư, thì ngươi kêu thế nào thì sẽ lãnh nhận hậu quả thế đó. Cho nên cẩn thận nha. Suốt ngày than thở, than vãn, than trách, than la, than khóc, chả thoát khỏi cái đó mà lại lãnh nhận tất cả những gì mình than vãn, than thở, than trách, than khóc. Có những người suốt ngày gấp là than,
bảo bán than quay, tôi đâu có mua đâu mà cứ đem than đến đây bán hoài vậy. Cha một lời hallelujah. Ta ơn Chúa. Hallelujah. Ta ơn Chúa. Hallelujah. Ta ơn Chúa. Mà than van, than thở, than trách, than khóc, than la đủ mọi thứ. Cha bao giờ thấy, thậm chí chúng ta nghe chuyện cái con gì nhỉ? Mà nó hái mãi trái dâu, nó thấy trái dâu ngon quá, nó thèm, nó hái không được á. Nó với mãi không hái được á. Không với được, không hái được trái dâu mà nó đang thèm, nghĩ rằng ngon lắm. Cứ với mãi không được, cuối cùng nó làm sao, nó làm sao biết không? Úi, dâu chua lòm ai thèm ăn. Vì không hái được, thấy là ngon, thèm, muốn hái mà không với, không hái được thì úi, ai mà thèm đâu, dù dù chua lòm. Đất hứa mà Chúa ban, Chúa ban đất hứa, có phải là Chúa ban cái đất khỉ ho cò gáy đâu. Đất chảy sữa và mật mà, Chúa đã hứa như thế mà. Rồi cho người đi dò thám, mà khi dò thám thì không đủ lòng tự tin, mà không đủ lòng tự tin cũng có nghĩa là không đủ lòng tin thác và quyền năng lòng thương xót Chúa. Thế nên nó khổng lồ quá, nên nó mạnh quá, đâm nó hoảng sợ, mất tự tin. Bảo mình mà đánh nó thì chắc chắn như là chấu đá voi thôi. Mà nó cũng coi mình như những con chấu chấu thôi, thôi ông ơi. Không được đâu, không được đâu. Và nói rằng, cái miền đất mà ông bảo chúng tôi đi dọ thám đó là miền đất khỉ gì đâu. Khỉ họ có gây gì đâu mà đất hứa. Anh chị em thấy lòng dạ con người. Thế không ạ? Là không ăn được thì đạp đổ. Không ăn được đạp đổ. Vua trái dâu chua làm ai mà thèm ăn. Thấy người ta làm được, mình không làm được. Mình bắt đầu mình chê. Không chấp nhận cái hay. Khách quan là hay rồi. Khách quan là đúng rồi. Khách quan là tốt rồi. Nhưng mà mình không làm được như vậy. Cho nên mình chê. Lọc thương xót mà có cái gì đâu. Nói đi nói lại mãi. Lọc thương xót có gì đâu. Chuyện lành đâu mà ra. Chuyện xưa như chuyện đất. Có cái gì mới đâu nào. Phải không? Đó. Vì chúng ta vẫn thấy chuyện nó xảy ra à. Cho nên đọc Kinh Thánh, lời Chúa là lời hàng sống mà. Những gì đó xảy ra ngày xưa thì bây giờ nó vẫn có thể xảy ra và đang xảy ra. Ta không ăn được người ta đạp đổ. Không ăn được thì chê. Không làm được như người ta bảo, ui, cấm hoa vậy mà cũng cấm. Vì lý do là gì? Tại sao? Tại sao nó như vậy? Mình không cấm được. Mình không cấm được. Nhưng mình chê. Không bao giờ chấp nhận cái hay của người khác. Khách quan đó. Đó mình luôn là chủ quan và thành kiến. Rồi ích kỷ. Cho đi dò thám. Phải khách quan mà thấy đất đó là đất gì chứ. Và phải lòng tự tin rằng là cho dù nó có mạnh thế nào đi chăng nữa mà thưa ông Môi-se, chúng tôi tin rằng là chúng ta không cậy dựa vào sức mình. Đúng, tôi thú nhận với ông rằng và mọi người đều nhận rằng là sức của chúng ta đấu với họ thì như châu chấu đá voi mà thôi. Mà Môi-se nói với họ rằng là cứ lên chiếm miền đất đấy vì chắc chắn ta có thể thắng được mà. Mà họ không tự tin. Không tự tin cũng có nghĩa là không tin thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Khi tôi tự tin là tôi tin rằng là tôi không làm được, nhưng với ơn Chúa tôi có thể làm được mọi sự, như Phaolô nói, tôi làm được mọi sự trong Đức Giêsu Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Và như mẹ Maria nói, đối với Chúa không gì là không thể. Mẹ tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Vì Thiên Thần đã phán đối với Chúa không gì là không thể. Mẹ bảo vâng, con tin. Đó. Đây Môi-se nói xong nhưng mà họ không tin. Còn Thiên Thần nói xong mẹ tin. Điều đó xảy như thế nào được? Đối với Chúa không gì là không thể. Vâng, con tin. Thế thì tại sao khi mà Môi-se nói với họ rằng là tôi đồng ý với anh em là như thế, nhưng cứ tiến lên đi, chắc chắn ta có thể thắng được mà, vì Chúa ở với ta mà. Tại sao lại sợ? Ôi thôi không dám đâu. Như chúng trọng với đá. Thôi không dám đâu. Cuối cùng thì đất nó có cái gì đâu mà ông cứ bỏ tôi đi chiếm làm cái gì. Thôi đi thôi.
Đó, tâm lý của con người ta ngàn đời cứ như thế. Cứ thiếu sự tự tin vì không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Rồi không chiếm được, không lấy được, không làm được như người ta thì chê bai, trách móc. Cho nên mới bảo rằng là những người mà hay nói, hay phê bình, chỉ trách là những người không làm. Không làm, chỉ giỏi ngồi đó mà nói thôi. Có con thì làm đi. Có làm được như người ta hoặc làm hơn đi. Không làm được như người ta, không làm hơn người ta, ngồi đó mà chê. Chê thì ai chả chê được. Phải không? Ngồi chê, ngồi thế nói thế này thế kia, ai mà không nói được. Cứ con làm đi. Và nếu người ta không làm được như vậy thì mình hãy nhận cái thành tâm, cái thiện chí của người ta đi. Ồ, tôi thấy nó cũng có sự cố gắng đấy. Vậy được rồi. Cho dẫu là chưa được như lòng mong ước, cho dẫu là chưa được hoàn hảo, cho dẫu là chưa được tốt lắm, nhưng mà tôi phải công nhận nó có thiện chí. Tôi phải công nhận rằng nó có sự cố gắng, công nhận rằng nó kiên nhẫn thật. Nó làm triền miên hết năm này qua năm kia, mười mấy năm trời mà nó vẫn cứ làm, không nản chí. Nhận cái thành tâm thiện chí của người ta đi, nhận cái nỗ lực cố gắng của người ta đi, rồi mình cộng tác vào. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ cố, tôi giúp cho anh làm hơn, làm tốt hơn. Tại sao không giúp người ta làm tốt hơn mà lại chà đạp phủ nhận tất cả những người ta làm? Mình biết mình không làm được như người ta. À, thì thưa anh chị em, ngày hôm nay cũng vậy thôi. Chúa nói ta không thể nào mà chịu nổi cái dân mà nó hư đốn này, cứ lẩm bẩm kêu trách ta suốt ngày. Anh chị em cẩn thận. Đến với Chúa, đến với lòng thương cho Chúa mà không chọn niềm tin thác, mà cứ lẩm bẩm mà kêu ca, cứ than van, than trách, than la, than khóc. Không được ích lợi gì mà còn lãnh hậu quả. Hậu quả nặng đấy nha, đùa đấy nha. Nghe chưa? Ta thề, ta xử với các ngươi như lời các ngươi kêu thấu tai ta. Trong các ngươi tất cả những người đã được kiểm tra đăng ký từ 20 tuổi trở xuống mà đã cằn nhằn chống lại ta thì sẽ phải bỏ chắc xác trong sa mạc này. Tất cả những người cằn nhằn kêu trách ta từ 20 tuổi trở xuống phải bỏ xác trong sa mạc này. Theo số ngày các người đã đi dòm thám đất, các người đã đi dò thám tất cả bao nhiêu ngày? 40 ngày. Thì bây giờ ta trở biến nó thành 40 năm. Kêu nữa đi, trách nữa đi, than van, than trách, than la, than khóc nữa đi. Cho mày than, tao càng làm cho mày than chết hơn. Mày có ít, mày xít ra nhiều khi mày than. Tao làm đúng như những gì mày than. Tại vì khi than, chúng ta có than một cách vô tư là đúng như những gì ta chịu không? Không, mà mày làm gì? Nâng lên. Than có ít thì xít ra nhiều lên. Mới đau có tí này, đau lắm, nhức lắm, cả đêm không ngủ được. Mình nghĩ rằng mình than vậy, người ta sẽ thương mình, người ta sẽ... Ta nói cái gì? Người giàu đứt tay bằng, ăn mày đổ ruột. Ăn mày nó đổ ruột ra thế kia, gần chết thế kia. Ăn người giàu mới có đứt tay một tí mà than như là ăn mày đổ ruột vậy. Thôi đi bà, than nó vừa vừa chứ. Chắc con còn khổ lắm, còn khó khăn lắm. Quả đá thì đau đầy tay, sổ đỏ thì cả ký, than than cái gì. Con khó khăn lắm. Khó khăn cái gì? Được, mày nói mày khó khăn, ta sẽ cho mày đúng như những gì mày muốn. Mày muốn khó khăn, tao cho mày khó khăn. Than nữa đi. Con khổ lắm trời, được muốn khổ, ta cho khổ. Con đau lắm trời, được muốn đau, ta cho đau. Con nhục lắm, được muốn nhục, ta cho nhục. Còn muốn gì nữa cho tay? Con nghĩ muốn gì? Muốn gì? Muốn giàu. này khôn. Hết than rồi. Hết than rồi. Con này khôn, con muốn giàu. Làm chú mà. Nãy ta đang bảo thằng nó than tự nhiên mà nó muốn giàu thì sao giờ ta? Thì thưa anh chị em, cuộc sống của mình mà đi vì lòng thương xót Chúa, các bạn đi vào con đường lòng thương xót, con đường tin thác. Tin thác là mình tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Đối với Chúa không gì là không thể. Mà gặp khó tí là than, gặp khó tí là kêu, gặp khó tí là người ta trách móc nhau nữa. Than trách Chúa rồi còn trách móc nhau. Tại mày, tại mày, tại mày. Tại ông dẫn tôi vào sa mạc cho tôi để cho tôi phải chết đói thế này, chết khát thế này. Tại ông để giá mà tôi để trong, tôi sống ở trong Ai Cập nô lệ còn có thịt mà ăn. Giờ đến đây bắt đầu trách móc. Than trách Chúa rồi còn trách móc nhau.
Đó là có những con người không có lòng tin thác vào Chúa là như thế đó. Làm khổ nhau thôi. Mà mình trách móc nhau có hết khỏi khổ không? Có giải quyết được khó khăn không? Các em nói thực ra tối nay con vui lắm. Vì con có một cái điều sai sót mà không ai trách móc con cả. Con để quên cái chìa khóa gì con không biết đâu. Trời thì tối, mưa, khuya. Mà cha với mấy anh em cứ lấy đèn đi tìm. Mà không ai mở miệng trách rằng con vô ý vô tứ. Hay con lơ đễnh, con thiếu cẩn thận. Không ai nói một câu. Và đó là điều làm cho con và em con, nhất là em con có sự thay đổi. Thường chúng ta thấy là lúc đó mình phản ứng tự nhiên là gì? Không có cẩn thận vậy, chìa khóa, có chìa khóa xe mà ông chịu bỏ túi. Mỗi chìa khóa xe mà không biết giữ đàng hoàng nữa. Để giờ tối khuya rồi mọi người ướt át rồi về nhà rồi bố mẹ la cho. Mình càng than trách thì càng làm cho người ta bối rối thêm mà cũng chẳng. Nếu mà than mà chìa khóa nó hiện ra trước mắt thì cứ than đi. Nếu mà ông than mà ông khỏi bệnh thì than đi. Than đi, than nữa đi. Than đi. Hết hơi không than nổi nữa. Mà có hết bệnh không? Không. Hết hơi mà cũng chẳng hết bệnh thì than được cái gì. Mà trách cái chìa khóa đâu có hiện lên mà trách nhau để làm cái gì. Mà trách nó thì lúc gì nó có làm gì nữa đâu. Nguyên cái việc mà đó đã làm một bài học nhắc nhở nó phải cẩn thận rồi. Chả cần phải nói nữa, phải không? Đâu cần phải nói, nên sao mày phải cẩn thận nữa nhá. Sợ tới già luôn rồi. Thấy chưa? Cái lo của nó đã là bài học cho nó rồi. Mình trách nó để làm cái gì? Thôi thì giờ ta phải giải quyết chứ không phải trước một cái tình huống. Hãy ngồi lại coi mình giải quyết nó như thế nào. Chứ không phải ngồi đó mà than trách đổ lỗi cho nhau. Bây giờ quyết bằng cách là thôi bắt xe đi về đi. Rồi mai lên đây hỏi có thể bảo vệ họ cầm chìa khóa. Rồi mai mình lấy lại chìa khóa rồi lấy xe đi về thôi. Bây giờ ngồi than trách đến sáng mai à? Rồi nhà là càng mong còn đợi tối khuya không thấy con cái mình về à? Cái phản ứng của chúng ta là thường là cứ ngồi than trách thôi. Bây giờ gia đình mình đã như vậy rồi. Đã lỡ bán nhà ở tiểu bang này dọn đến tiểu bang kia rồi. Bây giờ ngồi đó mà than trách thì con khổ quá, con khổ quá. Chúa có bắt mình bán nhà đi dọn nhà đi không? Đó là do tự mình muốn chứ. Mình muốn đi tìm một cuộc sống dễ dàng hơn, thoải mái hơn chứ. Chúa để cho mình tự do mà. Khi đã tự do lựa chọn thì phải can đảm mà chịu trách nhiệm. Và lúc đó thì ngồi mà giải quyết vấn đề chứ không phải ngồi đó mà than thân. Vợ thì trách chồng, chồng thì trách vợ. Rồi thì hai bên trách nhau, cuối cùng đổ lỗi cho con cái. Con cái không biết đổ lỗi cho ai thì đổ lỗi cho bà con lối xóm. Cuối cùng mọi người dồn lại đổ lỗi cho ai? Trách ai? Chúa, Chúa ơi, sao Chúa để con khổ thế này, Chúa ơi. Giữ đỉnh đặt lên. Lúc mà bán được nhà có tạ ơn Chúa không? Lúc mà về nhà mới có tạ ơn Chúa câu nào chưa? Mà tại sao mà bị trục trặc thì là cứ dễ đành đạch lên này, than như là chết đến nơi rồi. Đang ở trong nhà ngon, còn bao nhiêu người ngoài sương gió thì kìa, họ không có nhà cửa kìa. Thì họ cũng vui vẻ, chúng con xin ngợi khen cha. Ê, anh có tìm được cái bài hát nào mà than trách Chúa không? Có, tôi có một cái bài hát mà tôi nghe. Đêm năm canh, ngày sau gác, con than van con cầu khấn Chúa. Chúa ơi nghe tiếng con nghẹn ngào, Ngài chê khuất thánh điện nơi nào. Tiếng nức nở than van con thầm lặng nghe Chúa ơi. Chúa còn lặng thinh mãi đến khi nào? Chúa còn rờ đan đến bao giờ? Có bài hát là đến bao giờ là con cứ kêu Chúa mãi đến kêu Chúa, đến bao giờ Chúa mới nghe con. Có những bài hát kêu ca, nhưng mà chỉ đến mức độ đó thôi là cho Chúa cứ lặng thinh mãi, Chúa cứ im lặng mãi, Chúa cứ để đến bao giờ. Vậy thôi. Là mình không đủ kiên nhẫn để đợi giờ của Chúa. Như Đức Maria, thấy người tiệc cưới người ta hết rượu, Chúa nói họ hết rượu rồi. Chúa nói sao? Chú trả lời với Đức Mẹ sao? Vâng, vâng, mẹ cứ an tâm vì con sẽ làm cho mẹ cứ an tâm. Chú nói vậy không? Chú nói vậy không? Trong tiệc cưới Cana đó, nhớ không? Chú nói sao? Việc đó can chi đến bà và tôi, giờ tôi chưa đến.
giờ của Chúa. Mình cứ tính giờ của mình không à. Đối với Chúa ngàn năm cũng chỉ là một ngày, một giây mà thôi. Cho nên mới có câu chuyện cái bà nghèo quá, bà đến với Chúa. Bà nói bà này cũng khôn lắm chứ không phải vừa đâu. Thưa Chúa, đối với Chúa thì 100 tỷ đối với Chúa là cái gì hả Chúa? Đối với ta hả? 100 tỷ là một xu thôi con hả? Ô vậy hả? Vậy thì đối với Chúa 100 năm là cái gì? Đối với ta 100 năm cũng là một giây thôi con hả? Vậy hả Chúa? Đối với Chúa 100 tỷ cũng là cái con xu phải không Chúa? Đúng rồi. Vậy Chúa cho con một xu của Chúa đi. Ngon không? Được. Một xu hả con? Hát xin hai xu không? Một xu của Chúa thôi. Một xu là bao nhiêu rồi? 100 tỷ rồi. Được, được. Mà con cảm ơn Chúa. Bây giờ Chúa cho con, Chúa. Con đợi ta một giây nha con. Một giây đối với Chúa là bao nhiêu? 100 năm nha con. Rồi có lúc chúng ta than trách Chúa nhiều quá. Nhớ. 40 năm đi dò, 40 ngày đi dò thám mà người kêu trách, người ta không ngợi khen, không tin thác vào quyền năng lòng thương xót của ta, thì người sẽ phải chịu 40 năm trong sa mạc. Đáng lẽ đi chỉ có 4 tháng hoặc là 4 tuần lễ thôi, bây giờ kéo dài 40 năm vì cái tội than van, than trách, than la và than khóc. Còn than nữa không? Còn than nữa không? Không. Vẫn còn. Được, còn than thì ta sẽ xử với ngươi như gì những người ngươi than ta. Trong khi đó, cái người đàn bà đây, người đàn bà Canaan là bà ngoại giáo nha, mà đến xin với Chúa rằng xin Chúa rủ lòng thương vì con gái tôi bị quỷ ám khổ lắm. Chúa không đáp một lời. Không đáp một lời nào. Gặp mình thì sao? Bắt đầu than, bắt đầu trách. Chúa gì kỳ cục, lòng thương xót gì mà người ta cầu cứu mà không có thương gì cả. Một là không có lòng thương xót, hai là không có quyền năng. Làm gì mà trừ được quỷ? Bảy đặt nói vậy thôi. Nè, có con làm đi. Mà nói vậy đúng không? Đúng chứ phải không? Tôi nghe nói là ông có quyền năng, ông trừ quỷ, ông chữa bệnh nhiều lắm. Vì tôi chạy đến tôi xin ông là thương xót tôi. Tôi cũng khiêm tốn, tôi khẩn nài ông thương xót tôi. Vì con gái tôi nó bị quỷ ám khổ sở lắm rồi. Vậy mà ông không nói một câu nào. Một là ông không có lòng thương xót. Hai là ông chẳng có quyền năng gì cả. Chúa vẫn lặng thinh. Chúa vẫn lặng thinh. Cái sự im lặng đó là một cái thử thách cho lòng tín thác của mình. Ở lại hay về? Xin hay than? Tín thác hay bỏ? À đó. Cuộc sống mỗi người tự trả lời đấy. Mình đối xử với Chúa như thế nào thì ta sẽ lãnh nhận hoặc là gánh chịu cái đó. Như là Chúa nói với Môi-se, mày than tao thế nào thì ta cho chúng nó than, nó phải chịu như rồi đó. Người đàn bà này tuyệt vời vô cùng. Đến mức độ mà các môn đệ phải nói rằng, thôi thầy bảo bà ấy một câu đi, bà cứ theo mà kêu mãi phiền quá. Chúa đáp một câu nặng hơn nữa. Cha thà bảo, thôi bà đi về đi nha, rồi tôi lúc khác đi, bây giờ tôi bận lắm, tôi đang mệt lắm, được không? Được không? Dạ vâng thưa thầy, con cảm ơn, mai con đến. Nó vậy đi. Không, thầy chỉ được sai đến những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Tức là những con chiên nhà Israel mà nó đi lạc đó, Chúa đi tìm và cứu chữa những con chiên lạc đó. Với nhà Israel tức là dân Do Thái mà thôi, dân riêng của Chúa mà thôi. Chứ còn dân ngoại, từ từ, vừa phải thôi. Khó chỉ khó dữ vậy không biết. Vậy mà nói thương xót. Vậy mà nói. Chúng tôi vẫn bị người ta mắng vốn như thế đó. Người ta xin cái gì không được là ra mắng vốn à. Mà mình biết họ thật hay giả. Đến xin tiền về xe, đến xin tiền đi chữa bệnh, đến xin tiền cái này cái kia. Mà cứ xin là cho hay sao? Khi bây giờ người ta lừa nhiều lắm. Có đứa nó vô nó bịt cái mắt lại, băng cái mắt vô khóc lóc. Trai,
mắt con bị hư, giờ không có tiền chữa, cha giúp con, vân vân vân, con nghèo khổ quá từ quê lên đây. Tôi nói, thật hay nói giả đó, bảo thiệt chứ mắt con đau thiệt, giờ đau lắm chịu không nổi, vì mày hôn đi mổ đây con mù đau lắm. Tôi nói, cho nói lần thứ ba, thật tình thì tôi giúp, còn không thì thôi. Thật mà cha, cầm cái dĩa băng mắt tôi kéo cái phốt mà phát, mắt bình thường, bôi tí thuốc đỏ, thôi biến đi. Thế thì thưa anh chị em, có những lúc mà mình đến với Chúa, Chúa thử thách mình đến tận cùng như vậy đó. Tôi chỉ có sai đến việc rằng bà lại không chịu, vẫn tiếp tục lại xin thương cứu giúp con. Chúa nói thêm một ván, một cái nữa, một con này là knock out luôn, không nâng đỡ dậy mà cho mình knock out luôn. Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Chúa coi bà là cái gì? Chó con. Vừa phải thôi nha. Cái này hết mức chịu đựng rồi đó. Có những người hết mức chịu đựng đã đem Chúa ra phơi nắng. Có người đập bàn thờ vì xin không được như ý mình. Có không? Có. Có người bỏ đạo luôn, chạy theo tà giáo, lạc giáo, theo thần bùa gì đó vì xin không được đó. Lòng thương xót bỏ luôn. À, thưa Ngài, đúng thế. Nhưng mà cho con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống chứ. Tật đáy của sự thử thách, đấy tận cùng của sự thử thách là như con chó thì nó cũng được đi, nhưng mà cái mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống chứ. Chúa nói, này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Đó là lòng tin thác đó. Đó là lòng tin thác của người đàn bà ngoại đấy. Trong khi dân riêng của Chúa thì kêu ca lẩm bẩm trách Chúa, bà ấy không một lời than trách, không một lời than van, chỉ có một lòng tin thác, một lòng khẩn xin, một lòng khẩn nài cho con gái của mình chứ không phải cho mình. Mà bị như thế đó, vẫn cứ một lòng tin thác, đến thử thách đến tận cùng. Bạn đã bị thử thách đến tận cùng chưa? Mới tí mà kêu ca, mới tí mà cảm ràm, chưa bán được cái nhà mà đã kêu ca. Chưa bán được nhà nghĩa là mình có nhà không? Có nhà, còn người không có nhà thì sao? Mới đầu cái chân tí đã kêu, đau chân nghĩa là mình còn mấy chân? Hai chân, còn những người mà cụt chân ngồi kia thì sao? Kêu ca quá, cảm ràm quá, trách móc quá mà không biết. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Mời anh chị em mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy được Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự. Cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được. Thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 9 tháng 8, Thánh nữ Edith Stein, Thánh Jacobe Đỗ Mai Năm, Anton Nguyễn Đích và Mikae Lý Mỹ, Linh Mục và Giáo dân, Tử đạo Việt Nam. Thánh nữ Edith Stein. Thánh nữ Edith Stein sinh ngày 12 tháng 10 năm 1891 tại phần đất của nước Đức, ngày nay gọi là Ba Lan.
thân phụ Edith qua đời khi Edith mới lên 2. Và vì thế thân mẫu ngài, một phụ nữ Do Thái có đức tin sâu xa, đã cật lực xoay sở để nuôi sống gia đình và chăm lo cho những đứa con của bà. Vào tuổi niên thiếu, Edith Stein bỏ đạo Do Thái và sống như một người vô thần. Năm 1911, Edith bắt đầu học triết học tại trường đại học Breslau, sau đó chuyển sang một trường khác để có thể ghi tên vào các lớp học của Edmund Husserl, một triết gia danh tiếng thời đó. Khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, Edith Stein tạm gác việc học sang một bên và tình nguyện làm y tá săn sóc các thương binh. Sau cùng, Edith Stein cũng lấy được học vị tiến sĩ vào năm 1916 và nhận làm giảng viên phụ khảo cho Husserl. Sau khi đọc tự truyện của Thánh nữ Teresa Avila, Edith Stein cảm thấy có một năng lực lôi kéo mình trở về với đức tin Công giáo. Edith xin được rửa tội, và ngày 1 tháng Giêng năm 1922, Edith Stein trở thành kỳ tô hữu. Gia đình cũng như bạn bè của Edith cảm thấy khó hiểu trước quyết định của cô, vì kể từ khi Đảng Quốc xã đang lớn mạnh dần, họ cảm thấy Edith đã quay lưng lại với Do Thái giáo vào thời điểm mà những người Do Thái đang cần được khích lệ và nâng đỡ hơn bao giờ hết. Rồi Edith trở thành người lãnh đạo phong trào phụ nữ Công giáo. Ngài dạy học tại một trường do các linh mục dòng Đa Minh điều hành, và Edith cũng chuyển ngữ một số tác phẩm của Thánh Thomas Aquino. Vào năm 1934, Edith Stein trở thành nữ tu dòng Cát Minh Chân Đất ở Cologne và nhận tên mới là nữ tu Teresa Benedicta Thánh Giá. Edith Stein tiếp tục viết lách, nhưng hầu hết các tác phẩm của thánh nữ không được xuất bản vào thời điểm ấy, vì lẽ Edith Stein thuộc giới nữ và có gốc là Do Thái. Vì Đảng Quốc xã ngày một bành trướng và đe dọa hơn, Edith Stein đã buộc phải trốn sang một tu viện Cát Minh bên Hà Lan. Khi Đức xâm lược Hà Lan, nhiều Kitô hữu có gốc Do Thái đã bị bắt giam và bị đày tới các trại tập trung ở Auschwitz. Edith Stein cũng là thành viên trong số họ. Edith Stein qua đời ngày 9 tháng 8 năm 1942 tại Auschwitz, bị chết ngạt trong phòng hơi đốt. Đến ngày 11 tháng 10 năm 1998, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã tôn phong Edith Stein lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, một vị thánh trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của đời sống đức tin, từ một gia đình Do Thái, người mẹ là một người Do Thái giáo đức tin sâu xa. Rồi sau đó, khi Edith lớn lên, bỏ đạo Do Thái và sống như một người vô thần. Rồi từ một người vô thần đi học triết học các thứ. Rồi sau khi đọc cuốn sách tự truyện của Teresa Avila, Edith suy nghĩ lại và không có trở lại Do Thái giáo nữa, mà đi hẳn sang Công giáo để nhận bí tích rửa tội. Rồi từ một người tín hữu, từ một người Công giáo, Edith Stein đi thêm một bước nữa là trở thành một nữ tu dòng Cát Minh Chân Đất. Chúng ta thấy Chúa hướng dẫn con người qua nhiều thăng trầm mà Đức Hồng Y Thuận gọi là Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Một vị thánh đấy mà là một người đã từng vô thần, không tin Chúa. Một nữ tu đấy mà đã từng là người không biết Chúa là gì cả, và đôi khi còn chống lại nữa. Đâu có phải vị thánh hay là một tu sĩ thì phải nguồn gốc là phải đạo gốc, hay là phải truyền thống, hay là phải chân chính và chân truyền, vân vân và vân vân. Chúa có thể kêu gọi con người từ những bối cảnh, từ những hoàn cảnh rất khác nhau để trở thành thánh, để trở thành một tu sĩ hay là một linh mục.
thường ta cứ nói phải gốc đạo đức, gia đình thánh thiện, rồi từ bé cũng đạo đức, rồi lớn lên cứ thánh thiện, đạo đức hết như thế. Không. Để cho mình thấy rằng là Chúa kêu gọi ai, cho ai được nên thánh, hay là kêu gọi ai làm linh mục, làm tu sĩ, hoàn toàn là phát xuất từ lòng thương xót của Chúa đến con người ấy, chứ không phải từ con người ấy do họ đạo đức rồi họ được nên thánh trước mặt Chúa. Không. Lòng thương xót của Chúa đoái thương đến tất cả mọi người và kêu gọi mọi người nên thánh, mọi người trở thành con cái của Chúa và mọi người đón nhận lòng thương xót của Chúa để được cứu rỗi, để được cứu độ. Không loại trừ bất cứ một ai. Mình cứ nghĩ là, mình cứ hiểu là phải như thế này, như thế này. Chúa không làm như thế thì sao? Chúng ta dễ bị đóng khung vào trong một cái quy ước do mình đặt ra, rồi cứ suy nghĩ là phải như thế này, phải như thế nọ, phải như thế kia, cứ đóng khung lại, đóng khung lại, đóng khung lại. Thì Chúa phá tất cả cái khung ấy đi để làm mọi sự như ý của Ngài, chứ không phải theo như con người tưởng, con người nghĩ, con người đặt, sắp đặt. Ai nghĩ rằng là một người vô thần mà trở thành một nữ tu, dòng nào nhận những người như thế, phải không? Ngày hôm nay, nhất là Việt Nam, ai dám nhận? Thôi, nó vô nó phá nhà dòng như chết. Vậy mà nhận đấy, không những thế mà trở thành một vị thánh nữa, chứ không phải chỉ là một nữ tu bình thường. Cho nên, mỗi người chúng ta đều được mời gọi nên thánh trong nhiều cách khác nhau, nhiều môi trường, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Ai cũng có thể nên thánh được và ai cũng được mời gọi nên thánh. Mà con đường mà chắc chắn và con đường an toàn nhất là con đường tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Vì Chúa nói ai tín thác vào lòng thương xót của ta, người ấy không bao giờ thất vọng bao giờ. Và những ai tín thác vào lòng thương xót của ta thì giờ ra đi của họ, ta sẽ đến với họ như là một người cha nhân từ đón họ về hưởng hạnh phúc vì họ đã tín thác vào ta, chứ không phải như là một vị quan tòa đến để xét xử người ấy. Thánh Giacobbe Đỗ Mai Năm, Anton Nguyễn Đích và Michael Lý Mỹ, linh mục và giáo dân từ đạo. Dưới thời vua Minh Mạng Bách Đạo, sáng ngày 11 tháng 5 1838, quan quân kéo đến bao vây nhà ông Trùm Đích ở Vĩnh Trị. Nghe tin quan tuần phủ đến làng, cha Đỗ Mai Năm thắt lưng, sắn quần, định trà trộn vào đám dân chúng đi làm cơm cho quan ăn. Nhưng chưa kịp ra khỏi nhà thì quân lính đến. Khi thấy ông cụ trắng trẻo râu dài, họ chặn lại hỏi: "Ông là ai?" Cha Năm vui vẻ trả lời: "Tôi là người nhà này." Ngay lúc ấy, hai tên Tỷ và Xuân được quan thuê đi dò thám nơi ở của các đạo trưởng. Trước đã giả xin làm việc trong nhà ông Lý Mỹ, liền đến chỉ vào cha và kêu lên: "Đúng đạo trưởng ở nhà này rồi, đây là đạo trưởng đây." Vẫn cũng giọng điềm tĩnh như mọi khi, cha Năm khẳng khái trả lời: "Phải, chính tôi đây." Thế là cha bị bắt. Bị bắt một cách bình thản như cuộc đời của cha vốn bình thản. Hay có thể nói cha bị bắt một cách vui vẻ, tự nhiên như công việc vẫn xảy ra thường ngày trong đời sống của cha vậy. Cha Năm, ông Trùm và con rể ông Trùm là Lý Mỹ bị dẫn về Nam Định. Lúc đó ông Trùm đã 70 tuổi. Sợ tuổi già sức yếu chịu đòn vọt tra tấn không nổi nên ông rất nao núng kinh hãi. Cha Năm và anh Lý Mỹ thấy vậy thì tận tình an ủi khích lệ. Đặc biệt ông Lý Mỹ là con rể, hứa sẽ chịu hết roi đòn thế cho cha. Cho nên ông mới lấy lại được tinh thần, trở nên vững vàng can đảm, sẵn sàng tin theo Chúa cho đến chết. Sở dĩ khi gặp thử thách bách hại, Chúa cho ông có được người nâng đỡ đùm bọc như thế là vì lúc bình thường ông đã hết lòng thương yêu giúp đỡ mọi người, như lời Chúa phán: "Phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương." Giacobbe Đỗ Mai Năm, tên trong sổ là Mai Ngũ, sinh năm 1781 tại làng Đông Biên, huyện Vĩnh Lộc,
tỉnh Thanh Hóa. Cậu ngũ vào nhà Đức Chúa Trời từ nhỏ, sau đó học tiếng Latin ở chủng viện Vĩnh Trị. Khi thành thầy giảng thì ở lại giúp chủng viện luôn. Thầy Năm hiền hòa, vui vẻ nên trẻ em rất mến và thích thầy. Thầy được đi học thêm thần học và thụ phong linh mục năm 32 tuổi. Cha Năm tính tình hiền hòa, vui vẻ, đi đến đâu cũng được giáo dân quý mến kính nể. Đặc biệt giới trẻ và thanh thiếu niên rất thích nghe cha chỉ dỗ, cha dạy dỗ chỉ bảo. Sau một thời gian đi giúp xứ, cha trở về dạy tại chủng viện Vĩnh Trị. Vua Minh Mạng lại ra sắc chỉ cấm đạo, bắt giết giáo sĩ giáo dân. Chủng viện đóng cửa, cha phải chạy trốn rày đây mai đó. Lúc đầu cha đến ẩn trú nhà ông Trùm Tôn ở họ Kẻ Ngồi. Sau vì tình thế ở đây khó khăn, cha rời đến trú ngụ tại nhà ông Trùm Đích ở Vĩnh Trị. Mặc dù ẩn trốn, cha vẫn lén lút ban các bí tích cho tín hữu, nhất là tìm dịp khích lễ họ kiên vững trong đức tin. Nghe tin làng Vĩnh Trị chưa chấp đạo trưởng, quan tổng đốc thuê hai tên Tỷ và Xuân giả vờ đến xin giúp việc trong nhà ông Lý Mỹ là con rể của ông Trùm để thăm dò theo dõi làm mật thám. Và theo lời họ báo cáo, sáng ngày 11 tháng 5 1838, quan quân kéo đến với nhà ông Trùm bắt cha Năm, ông Trùm và con rể là Lý Mỹ dẫn về tống giam vào ngục ở Nam Định. Nhiều lần khuyến dụ cha tấn, cha Năm vẫn cương quyết không chịu bước qua thập giá bỏ đạo. Trước mặt quan, khi được khuyên nhủ bỏ đạo, cha Năm khẳng khái thưa: "Tôi là đạo trưởng, làm sao mà dám bỏ đạo hay đập ảnh tượng mà Chúa tôi tôn kính được. Tôi vẫn khuyên dạy người ta phải giữ đạo vững vàng, thà chết không bỏ đạo thì tôi phải giữ lời tôi đã khuyên dạy kẻ khác chứ. Nếu đạo trưởng mà không dám chịu chết vì đạo thì còn ai dám chịu chết vì đạo nữa?" Sau nhiều lần khuyên dụ, biết không làm thế nào, cha đổi ý được. Các quan không tra khảo gì thêm nữa, để cho cha được dễ dàng đi lại, gặp gỡ các bạn tù. Nhờ đó, cha an ủi khuyến khích người được ngồi trong tù và ban phát các bí tích cho họ. Nhất là động viên ông Trùm Đích bị bắt cùng với cha, ông đã luống tuổi và rất sợ hãi cực hình. Cha nói: "Ồ, nhờ ơn Chúa giúp sức thì các khổ hình đau đớn thế nào chúng ta cũng chịu được." Cha nhắc đến tấm gương Thánh Lorenzo bị nung trên giường sắt mà vẫn vững tin đến cùng. Như ngọn đèn luôn tỏa sáng, suốt cuộc đời cha Năm luôn sống hiền hòa, bình dị, thoải mái như cái tên Năm Bình Dị. Cuộc đời thầy giảng Năm đầy vui vẻ và cuộc đời linh mục Năm hoàn toàn giản đơn. Sự đơn giản thoải mái đó không do hoàn cảnh may mắn dễ dàng, không do điều kiện bên ngoài, nhưng do chính tâm hồn tràn đầy tình yêu Thiên Chúa của cha. Cuộc đời xuề xòa vui vẻ của cha đã tỏa trên những người chung quanh cha thứ ánh sáng tuyệt vời của Đức Kitô. Đấng cao cả như thế mà khi đến trần gian đã luôn sống hiền hòa, khiêm tốn, vui vẻ với trẻ thơ và vui sống với người cùng khổ. Trong tình huống dầu sôi lửa bỏng lúc đó, chắc chắn lễ mừng ngân khánh linh mục của cha nếu có cũng chỉ thật âm thầm lặng lẽ. Nhưng diễm phúc cho cha, vì Thiên Chúa đã đưa người tôi tớ trung tín về nước trời. Và khỏi phải nói, không một ngân khánh của ai trên trần gian có thể huy hoàng long trọng để so sánh được với lễ ngân khánh của cha ở trên thiên quốc. Án xử được châu phê, ngày 22 tháng 8, cha Giacobbe Năm cùng với ông Trùm Anton Đích, ông Mikea Lý Mỹ được phúc từ đạo tại Pháp Trường Bảy Mẫu Nam Định. Cha Giacobbe Năm khi đó được 77 tuổi, thi hành tác vụ linh mục được 25 năm. Anton Nguyễn Đích sinh năm 1769 tại Chi Long, tỉnh Nam Định. Lớn lên, cậu đến làm ăn ở Vĩnh Trị và lập gia đình tại đây. Vợ chồng sinh được 10 người con. Gia đình ông đã cống hiến
hai chứng nhân đức tin khác. Hai vị này không có trong số 117. Đó là ông Lý Thi bị sì dạo năm 1858, thời vua Tự Đức, là con thứ hai của ông Trùm Đích, và ông Phó Nhâm là người con thứ tư. Cương quyết không bước qua thập giá, bị đẩy lên Cao Bằng và qua đời tại đó. Chưa kể ông và người con rể là Lý Mỹ cũng tử đạo hôm nay với ông. Sở dĩ gia đình ông được Chúa thương nhiều như thế là vì con cái ông rất đạo đức. Do công lao ông giáo dục đào luyện, nhất là nhờ ông có lòng bác ái nhiệt tình đối với mọi người. Ông đã giáo dục con cái không chỉ bằng lời nói mà bằng chính mẫu gương chứng tá, đức tin sống động của mình. Muốn biết lý lịch của Thánh Antôn Nguyễn Đích, không gì bằng nghe chính lời con gái của ngài là cô Maria Mến, quá phụ của Thánh Mi-ke Nguyễn Huy Mỹ, cung khai trước tòa điều tra Phong Trần Phước. Cô nói như sau: Bố tôi là Nguyễn Đích, quê ở Chi Long, huyện Nam Sang, tỉnh Nam Định. Ông bà nội tôi vốn có lòng đạo đức, thấy xa nhà thờ có linh mục thì lấy làm tiếc, cho nên dọn đến làng Kẻ Vĩnh, rồi bố tôi lập gia đình ở đó. Hồi đó bố tôi tên là Khiêm, khi sinh con đầu lòng đặt tên là Hiếu, người ta gọi bố tôi là Hiếu. Đến khi sinh người con thứ hai đặt tên là Đích, bố tôi lại mang tên là Đích và giữ tên đó mãi. Gia đình chúng tôi làm nghề nông rất cần cù, nhưng không vì thế mà xao lãng việc đạo đức, trái lại vẫn siêng năng xưng tội rước lễ. Bố tôi luôn quan tâm đến đời đạo sức, đến đời sống đạo đức của 10 người con và của những gia nhân giúp việc. Mỗi ngày ông chỉ định 1 hay 2 người coi nhà, còn những người khác đi lễ. Tôi thấy bố tôi làm tròn các nghĩa vụ trong đạo. Ngài rất chăm sóc việc giáo dục con cái, mời thầy đồ đến nhà dạy chữ nho cho con trai, từ chối gả con gái cho những thanh niên gia đình giàu có mà không giữ đạo sốt sắng. Ông tận tâm phục vụ hội thánh, đặc biệt quan tâm đến tương lai của giáo hội. Ông Trùm Đích rất yêu quý các giáo sĩ và chúng sinh, quảng đại đón tiếp và giúp đỡ về vật chất. Thời gian chủng viện Kẻ Vĩnh bị nạn dịch tả, nhiều chúng sinh ly trần, các bề trên quyết định phân tán các chú. Ông tình nguyện nhận một nửa về nuôi dưỡng, vừa săn sóc, chữa bệnh cho đến khi hoàn toàn bình phục, không kể công lao tốn phí. Ông thường xuyên thăm viếng an ủi những người mắc bệnh cùi ở trong làng. Gặp thời cấp đạo ngặt nghèo, ông cho trú ẩn tại nhà và nuôi dưỡng trong 2 năm một lớp chủng viện. Đức cha Hà Vạt Du, giám mục giáo phận, cũng đã trú ẩn tại nhà ông trong thời kỳ cấm đạo triều vua Minh Mạng. Chính do thế giá và nhân đức của ông mà người ta tặng cho ông chức trùm, chứ thực sự ông không thi hành chức vụ đó. Và cũng nhờ lòng bác ái thương người của ông mà khi bị bắt giam trong ngục, ông sợ hãi nhát đảm, thì Chúa cho cha Năm và ông Lý Mỹ ở bên nâng đỡ khích lễ ông, giúp ông tin tưởng cậy trông Chúa đến phút tử đạo. Ông bị bắt cùng với cha Năm và Lý Mỹ, con rể của ông, ngày 11 tháng 5 năm 1838. Lúc đó ông đã 70 tuổi. Ông sợ mình tuổi già sức yếu, chịu khổ hình đòn vọt không nổi nên nản lòng thối chí. Nhưng cha Năm an ủi ông: ông hãy tin tưởng trông cậy Chúa, Chúa sẽ ban cho ông đủ sức chịu mọi khổ hình đau đớn. Quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh dùng mọi phương thế, từ thuyết phục đến tra tấn để bắt ông Trùm Đích bỏ đạo. Ông đã cao niên rồi, các con đã trưởng thành, các cháu chắc đông đảo, có nhà cửa phong lưu, ông hãy khóa quá đi để vui hưởng tuổi già với đàn con cháu có hơn hay không. Ông Đích trả lời giọng vững vàng: Thưa quan, con cháu chỉ cũng mặc tôi đã lo liệu cho chúng rồi. Tôi có bổn phận tôn thờ Thiên Chúa, quan tha hoặc kết tội thì tùy, chứ đừng ép tôi bỏ đạo. Quan truyền khiêng ông qua thanh giá, nhưng ông co chân hay lên. Ông co hai chân lên, tức giận quan truyền đánh đòn ông. Vì phải mang gông cùng, bị tra tấn, lại thấy mình già nua yếu đuối, có lúc ông tưởng không chịu nổi gian truân thử thách đến cùng. Nhưng may mắn ông vẫn kiên trung tới ngày tử đạo.
nhờ ơn Chúa giúp, nhờ sự khuyên nhủ của cha Năm, nhờ lời khích lệ của bạn tù, nhất là nhờ tấm lòng hy sinh cao cả của con rể chí hiếu Mikea Lý Mỹ. Ông Lý Mỹ sau khi lãnh phần mình xong, 3 lần chịu đòn thay cho nhạc phụ, ông trùm đích được mang gồng nhẹ hơn. Ít phải chịu cực hình thân thể, ông gia tăng công nghiệp bề trong bằng việc đạo đức và bác ái. Thực phẩm tiền bạc do gia đình tiếp tế, ông chia sẻ cho bạn tù ngoại giáo. Ông chuyên chú đọc kinh cầu nguyện, xưng tội rước lễ sốt sắng ngay trong nhà giam. Còn Lý Mỹ là con rể ông thì chịu đòn thế cho ông. Nhờ đó ông vững dạ an lòng, can đảm tuyên xưng đức tin. 4 lần ông bị bước qua thập giá bỏ đạo, nhưng ông chỉ chịu đánh đòn có 1 lần, còn 3 lần kia thì con rể của ông đã chịu đòn thay thế cho ông. Và sau cùng, khi thấy ông can đảm nhất quyết tin theo Chúa, không thể khuyến dụ được ông bỏ đạo, quan làm sớ tâu về kinh. Đây là nội dung sớ tâu luận tội: tên đích tin theo và thực hành tà đạo, dù đã bị cấm, đã không nộp đạo trưởng mai năm cho quan, lại còn chưa chấp, không nghe lời khuyến cáo dạy bảo, nhất là không chịu bước qua thánh giá, thật là người cố chấp, bất tuân luật nước. Chúng thần đã nhiều lần truyền buộc y khóa quá trước công đường, nhưng y trả lời: tôi giữ đạo từ nhỏ, tôi sẵn sàng thà chết chẳng thà bỏ đạo. Vậy xin luận xử trảm quyết làm gương cho kẻ khác. Bản án được vua Minh Mạng Châu phê ngày 12 tháng 8 năm 1838. Ông trùm An Tôn Nguyễn Đích cùng với linh mục Giacobbe Đỗ Mai Năm và người con rể là Mikea Nguyễn Huy Mỹ bị điệu ra pháp trường Bảy Mẫu Nam Định. Sau khi hành quyết linh mục Mai Năm, linh hình chém đầu ông trùm Đích rồi mới xử tử ông Lý Mỹ. Mikea Nguyễn Huy Mỹ sinh năm 1804 tại Đại Đăng, tỉnh Ninh Bình. Mồ côi cha năm lên 10, rồi 2 năm sau mồ côi mẹ. Được người thân tận tình nuôi dưỡng giáo dục, cậu tỏ ra rất thông minh và đạo đức, thông thạo chữ Hán và nghề thước, siêng năng đọc kinh sáng tối, tham dự và lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Cậu thường tìm nơi thanh vắng yên tĩnh trong vườn để đọc kinh mân côi và cầu nguyện. Năm 20 tuổi, anh kết bạn với cô Maria Yến là con gái ông trùm Đích nên về ở Vĩnh Trị với nhà vợ. Vợ chồng sống hòa thuận hạnh phúc, nhiệt thành sống đạo, siêng năng cần mẫn, làm ăn lập nghiệp. Dân làng thấy anh tài giỏi đạo đức thì chọn anh làm chánh tổng, nhưng anh từ chối. Sau vì muốn giúp hội thánh trong lúc khó khăn bách hại, anh nhận làm lý trưởng trong làng, vì thế mọi người quen gọi anh là Lý Mỹ. Từ ngày nhậm chức lý trưởng, anh càng sống đạo đức cần mẫn hơn, nhất là đối xử liêm khiết, công bằng với mọi người, không nhận quà hối lộ của ai, cũng chẳng thiên vị người nào, cứ theo lẽ công bình chính trực mà thi hành chức vụ. Dù đời sống gia đình và xã hội nhiều phức tạp, ông luôn sống xứng đáng là một gia trưởng đạo đức gương mẫu. Bà Lý Mỹ kể rằng: ồ, gia đình tôi thì sống hòa thuận yêu thương. Ông Mikael nhà tôi chuyên chăm đạo đức dì lễ hàng ngày. Nếu vợ con hay người giúp việc bận rộn không đĩa lệ được, ông bắt phải đọc kinh chung và nghe sách thiêng liêng để suy niệm. Ông xưng tội nhiều lần trong năm. Mỗi lần ông kỹ lưỡng xét mình. 2 ngày trước mùa chay, ông giữ chay các ngày thứ tư và thứ sáu, không uống rượu, không đánh bạc, không to tiếng với ai bao giờ. Làm lý trưởng, ông Lý Mỹ tỏ ra là người liêm khiết, không nhận tiền hay quả hối lộ. Khi phân xử, ông rất công minh chính trực, không thiên vị bên nào. Với những người vướng mắc tại đoàn xã hội, ông khuyên răn sửa trị nghiêm minh. Lo cho gia đình thế nào, ông Lý cũng chăm sóc làng xã như vậy. Mỗi tối, ông thường đọc kinh chung với phu tuần trước khi thi hành công tác. Ông khuyên nhủ người khổ đạo, giúp đỡ người nghèo khổ, tạo điều kiện cho họ năng lãnh nhận các bí tích, tu thân sửa lỗi để họ trở thành người giao hữu tốt lành. Người công dân lương thiện, hàng tổng vẫn lấy làng Kẻ Vĩnh ra làm gương cho các làng khác. Như các làng khác ở miền Bắc trong những năm cấm đạo, dưới thiều vua Minh Mạng, vì quan quân không ráo riết chấp hành,
cho nên kẻ vĩnh được tạm yên trong mấy năm. Nhưng năm 1837, Tuần Phủ Hưng Ương bị cách chức, quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh bị triệu về kinh của trách nặng lời. Vua trao cho Tổng đốc 40 thánh giá, truyền phải triệt để áp dụng chiếu chỉ cấm đạo. Từ đó, quan Tổng đốc trở thành con người tàn bạo, người ta gọi ông là Hùm Xám Tỉnh Nam. Hai giáo phận đàng ngoài vào cuối triều Minh Mạng phải chịu những cơn bão táp dữ dội. Quan quân từng đội, từng đoàn đi khắp nơi, bao vây từng làng, khám xét từng nhà. Chủng viện, kẻ vĩnh hai lần giải tán chủng sinh sang các miền xung quanh. Một lần quan quân bao vây làng kẻ vĩnh, đúng lúc Đức Giám Mục và một số linh mục đang trú ẩn tại đó. Ông Lý Mỹ can đảm và khôn khéo đánh lạc hướng, dẫn quan quân đi khám xét từng nhà mà không bắt được vị nào. Ông thường nói với các giáo hữu, việc nhà vua cấm đạo ví như thử thách Thiên Chúa gửi đến, ta phải kiên tâm trung thành với đạo. Nghe tin Tổng đốc bắt các lính công giáo phải bỏ đạo, ông Lý vì ở xa nên gửi thư khuyên bốn người thuộc làng kẻ vĩnh, xin anh em hãy giữ vững đức tin, mấy ngày nữa tôi sẽ đến với anh em. Chủng viện Vĩnh Trị đóng cửa, chủng sinh giải tán, các cha phải ẩn lánh khác nơi. Lúc đó ông Jacobe Năm đang dạy ở chủng viện, cha Jacobe Năm đang dạy ở chủng viện. Đến ẩn trú nhà ông Trùm Đích là cha vợ của Lý Mỹ. Anh hết sức che chở cha. Không ngờ có hai tên Tỷ và Xuân do quan mướn đến dọ thám đã tố cáo. Nên sáng ngày 11 tháng 5 1838, quan quân đến vây bắt cha Năm, ông Trùm và cả anh nữa giải về Nam Định. Ngày 2 tháng 7 năm 1838, quan Tổng đốc chỉ huy cuộc bao vây làng kẻ vĩnh. Ông Lý Mỹ thưa với nhạc phụ, cha con ta đồng sinh đồng tử với nhau. Việc chúa quan phòng đã đến rồi, xin cha đừng sợ hãi chi. Nói xong ông ra đón quan Tổng đốc tại đình làng. Quan truyền cho các giáo hữu và linh mục phải ra trình diện, nếu không lý trưởng phải làm tờ cam đoan. Ông viết, lý trưởng Nguyễn Huy Mỹ cam đoan, làng chúng tôi không có đạo trưởng cùng các đồ quốc cấm, nếu khai man tôi xin nộp mạng cả gia đình tôi. Tờ cam đoan chưa rõ mực thì quân lính đã dẫn linh mục Jacobe Mai Năm đến. Quan ngạc nhiên hỏi phải xử thế nào. Ông thưa quan lớn, quan thương thì chúng tôi xin tạ ơn, bằng không thì tôi nộp đầu chịu tội. Bây giờ quan truyền đánh ông Lý Mỹ 40 roi, rồi đóng gông giải ra tỉnh cùng với linh mục Mai Năm và ông Trùm Nguyễn Đích. Trên đường ra tỉnh Nam Định, một kỳ mục trong làng bàn luận với ông Lý xin nộp tiền chuộc để ông được về. Ông Lý từ chối, xin cảm ơn lòng tốt của dân làng nên để tiền đó giúp vợ con tôi và mở tiệc mừng khi đưa thi hài tôi về. Trong ba người bị bắt, vì biết không thể dùng áp lực lay chuyển đức tin của cha Mai Năm nên quan không thúc ép nhiều. Với ông Trùm Đích đã 70 tuổi, già sức yếu thì quan cũng nương tay. Riêng với ông Lý Mỹ đang tuổi cường tráng lại non năng lưu loát, cho nên quan dùng đủ các phương thế. Ông chối đạo, này anh còn trẻ trung, thông minh sắc sảo, dân chúng đều quý anh, tại sao anh lại dại khờ mà không bước qua thập giá? Ông Lý đáp, trước khi tôi sinh ra đã có dân chúng, vậy khi đó ai lãnh đạo? Nên tôi không vì thế mà làm theo lời quan được. Anh không thương người vợ hiền với đàn con của anh hay sao? Thiên Chúa trao phó người vợ và con cái cho tôi săn sóc khi tôi có thể, nên tôi không thể chối bỏ. Giả như có ai nói với quan lớn đạp đầu đức vua và ban chức trọng cho quan, ắt hẳn quan chẳng dám làm. Thì tôi đây lẽ nào lại dám cả gan đạp ảnh mà chúa tôi thờ kính? Quan Tổng đốc nổi giận truyền đánh đòn ông Lý nhiều lần. Tính tổng cộng trong suốt thời gian bị giam giữ, ông Lý phải chịu đến 500 roi, kể cả 3 lần chịu đòn thay cho nhạc phụ. Nhìn ông Trùm Đích tuổi già sức yếu, ông Lý ngày đêm lo lắng thiết tha cầu khẩn Thiên Chúa trợ giúp ban ơn cho nhạc phụ vững tin cho đến giờ phút cuối cùng.
quả thực, mỗi lần quan truyền đánh đòn ông trùm đích thì ông Lý Mỹ đứng lên thưa: "Cha tôi đã già nua tuổi tác, xin quan lớn tha cho tôi siêu chuyện đòn thay." Quan lớn thấy ông có lòng hiếu kính nên chấp nhận đề nghị này. Ông Lý Mỹ chịu đòn gấp hai lần nên y phục rách nát, thân mình đầm đìa những máu, tứ chi bầm tím khắp nơi. Ông còn phải mang gông cùm xiềng xích nặng hơn, bị cùm siết chặt hơn, khiến càng thêm đau đớn khủng khiếp. Nhưng vị chứng nhân Chúa Kitô luôn tỏ ra hân hoan vui mừng, không một lời oán than. Vai mang bốn điệp tai êm thấm, sổng sành ba vòng cổ lại thành. Quan thấy hình khổ nặng nề như thế mà không lay chuyển được lòng tin kiên vững của vị anh hùng, thì kết án trảm quyết đệ lên vua. Vào ngày 12 tháng 8, vị chứng nhân Lý Mỹ anh dũng của Chúa đã chịu chém đầu tại pháp trường Bảy Mẫu cùng với cha Năm và ông trùm đích. Thi hài ba vị tử đạo được đưa về an táng tại Vĩnh Trị. Dân làng kéo chuông đốt đuốc đón rước cách long trọng, sau đó đưa về nhà chung ở xứ Kẻ Sở. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 suy tôn chân phước cho cha Giacobbe Đỗ Văn Năm, ông trùm Anton Đích và ông Lý Mike Mỹ. Và ngày 19 tháng 6 1988, Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tôn phong các ngài lên hàng hiển thánh. Amen. Dìu con đến bên thiên đàng con mong.